Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mọi chuyện đã trở nên thú vị hơn rồi. Kiều Thiên Xích đúng không? Chúng ta thương lượng một chút. Ngươi đừng đoạt xá nữa. Ta giúp ngươi ổn định hồn thể. Ngươi cứ ở trong miếng sắt đó, an tâm mà làm lão gia gia trong giới chỉ đi. Lão gia gia cái gì, ta là nữ. Hơn nữa, ta mắc gì phải nghe ngươi sắp đặt. Ta có thể khiến ngươi gặp được dạ đế. Ngươi cũng biết dựa vào địa vị của ta, hoàn toàn không cần thiết phải đi lừa gạt một võ thánh nhỏ bé như ngươi cả. Ta đồng ý với ngươi. Vậy, ta làm thế nào mới có thể gặp được dạ đế đại nhân? Hắn rất khác so với năm đó, hơn nữa thân phận của hắn bây giờ phải được giữ bí mật nha. Sự tồn tại của ta và hắn, tạm thời đừng nói với người khác. Ta cũng sẽ thiết lập cấm chế trên người của ngươi. Dạ đế bây giờ ở tận chân trời gần ngay trước mắt. Tuổi còn nhỏ mà cứ giống như là cả mớ tuổi rồi vậy. Tống chủ, người cảm thấy thế nào rồi? Cảm giác gì? Không phải ta vừa mới thiếu cái tên bán thánh đó rồi sao? Hồn phách của tông chủ mạnh như vậy, bị võ thánh tác động cũng không thể nào bị ảnh hưởng gì sao? Không hổ là người phát ngôn của thượng giới. Không sao là tốt rồi. Cậu vừa nãy, cái hồn phách đoạt xá đó đâu rồi? Sư phụ, người không sao chứ? Hồn phách quả nhiên đã ngưng luyện giống thực thể được mấy phần rồi. Thực lực cũng có thần phục được. Thực lực cũng có phần được khôi phục. Người đó quả nhiên không lừa ta. Nói như vậy dạ. Này Kiều Ni Tử, bây giờ ngươi đoạt xá thất bại mà vẫn có thể giữ lại được tàn hồn đã là may mắn lắm rồi. Chỉ bằng cho bổn đế, cho dạ tinh thần một chút mặt mũi, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Mặc dù ngươi nào bán thánh, nhưng tin tưởng ta, đánh tiếp nữa, kết quả chỉ có ngươi là chết, chúng ta bị thương mà thôi. Dạ. Dạ tiên sinh, Kiều Thiên Xích ta nguyện dẫn theo đệ tử Mặc Thương bái nhập vào môn hạ của người. Các người, ta nhất định sẽ một lòng một dạ bảo vệ dạ tiên sinh, cho dù là một tỷ nữa cũng cam tâm tình nguyện. Sư phụ, người bái sai người rồi, hắn chỉ là một tên cuồng cởi chăn mà thôi. Đột nhiên vẫn có hơi chút không quen. Mặt mũi của ta từ khi nào mà có tác dụng như vậy chứ? Tội kỳ ca ca, sau này ta sẽ là sư muội của huynh, huynh nhất định là phải bảo vệ ta đấy. Dạ tiên sinh, thương nhi còn nhỏ, ta nhất định sẽ bảo nó cung kính ngài. Cái đồ thích khuê hàng nhà ngươi, cách sư phụ của ta ra xa một chút. Tàn sát già trẻ, đáng chết. Đại đại nhân, ta có thể đi theo ngài hay không? Dạ đế ta, không cần tùy tùng vô dụng. Ngươi về sau nếu như tu luyện được chút thành tựu, thành võ thánh hoặc là gì đó, ta sẽ cân nhắc thu hay không thu ngươi. Nếu lúc đó ta còn nhớ. Quả nhiên về sau ngài hoàn toàn không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng cảm tạ ông trời đã cho ta gặp lại ngài. Sư phụ, người đừng nên tôn kính tên này chỉ vì hắn cùng họ với thần tượng dạ đế kia của người. Ồ, là người hâm mộ của mình. Không phải trên điển tịch đã nói dạ đế bị nữ nhân lừa dối ám toán, đã chết hơn ngàn năm rồi sao? Thương nhi, không được nói bậy. Dạ đế là cái thế anh hùng hiếm có ở trên thế gian này, sao có thể bị nữ nhân lừa dối được? Vậy cũng quá là tức tối. Phải là do đầu óc kém thì mới như vậy. Chắc chắn hắn cũng sẽ không bị đánh nén mà chết. Vậy thì quá mất mặt. Mặt mũi tu luyện hơn 1000 năm đều mất sạch. Chắc chắn hắn là trùng tu thân. Hắn là trùng tu thần cân. Thần công. Phản não hoàn đồng gì đó. Làm tổn thương mình sâu sắc nhất lại là người hâm mộ. Đôi sư đồ này, có lẽ là do ít gặp người sống, nên cách nói chuyện của họ làm ai cũng thấy tức ói máu. Nhưng hai người này đều là ma tu, hẳn là có thể giúp đỡ một oánh một chút, mộng ánh một chút. Cũng đúng, mặc dù con bé là tiên thiên ma thể, nhưng mà cũng không thể nào để cho con bé tự học hoàn toàn. Vừa ra khỏi cửa sao lại có cảm giác như mình đã quên thứ gì đó. Quên đi, có thể chính là hội chứng xuất môn. Ăn no quá.
Đúng vậy, đã lâu không ăn no như vậy. Hả, đúng vậy. Sao ăn no như vậy? Bữa trước cũng chỉ có bấy nhiêu đây thịt. Hôm nay còn tăng thêm hai người, sao vẫn còn dư nhiều thế? Kẻ hủy diệt thịt. Vạn cổ mạnh miệng vương giả, tiểu nong nong, rơi vào tổng đàn rồi. Hình như đó là hướng của tổng đàn thì phải. Không phải là lúc ta phá lối ra ngoài, không cẩn thận đụng phải ngươi thôi sao? Không phải chỉ không cẩn thận đốt nhà của ngươi thôi sao? Đập nát linh quả ngươi thủ trăm năm, ngay cả linh thụ cũng bị thiêu hủy, nhiều mạng đuổi tận giết tuyệt ngươi. Nói như vậy hình như có hơi. Thế này đi, chủ nhân của ta rất có tiền và tài nguyên, hay là ngươi cũng quy thuận hắn? Linh dược gia tăng tu vi đều có thể bán sỉ. Về sau loại đồ như là linh quả kia, khả năng ngươi cũng không bỏ vào mắt. Thề không, làm lô lệ. Ngươi vậy mà cũng biết nói, là linh thú nhỉ? Vậy thì dễ câu thông, không đến mức nằm lô lệ đâu. Chủ nhân ta nói, hắn bao ăn bao ở. Chúng ta cái này cũng không gọi là kế ước nô lệ, cũng nắm xem như là người làm công. Không muốn gọi là chủ nhân, gọi lãnh đạo cũng được. Chủ nhân, ngài mau tới đi. Hình thái chiến đấu của ta sắp hết thời gian rồi, trạng thái bình thường ta không thể nào đánh bại tên này. Ngươi đừng câu giờ. Làm như nong ra sợ ngươi chắc. Bỏ mẹ rồi. Gà rừng ở đâu ra? Dám đánh con nhà ta. Linh thú trung phẩm, tôn tại võ hoàng. Sao lúc trước hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Người, đánh nén, không chú ý. Võ đức thứ này chính là cấm vật của vạn cổ tối cường tông ta, ngoại trừ tên Thanh Dương kia. Sau này vào môn hạ của ta, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Chúc mừng đã bắt được Ma Lĩnh Hắc Ưng. Con chim này tên là Ma Lĩnh. Chẳng lẽ nó là linh thú hộ phái được Ma Lĩnh Cốc nuôi dưỡng? Trong khi đó, một mật thất nào đó. Đây là Ma Lĩnh Hắc Ưng hiện thế thế gian. Ma Lĩnh Cốc có người kế thừa rồi. Trời không bong ma đạo ta. Thiếu chủ, đạo ta không cô đơn.